những dị nhân kỳ lạ và quái đản nhất thế giới. Người cao su có khả năng uốn dẻo như rắn. Một cụ ông ở Indonesia được mệnh danh là người cao su vì có khả năng uốn dẻo phi thường. Ông Mbat Peyan đến từ tỉnh Bắc Kalimantan ở Indonesia, có khả năng gấp đôi cơ thể và chui vào đường ống rộng 50cm. Người đàn ông 68 tuổi trình diễn khả năng gập chân 180 độ và chạm tới bụng của mình. Mặc dù đã từ bỏ nghề biểu diễn uốn dẻo từ năm 2001, nhưng ông vẫn thỉnh thoảng thể hiện khả năng đặc biệt của mình khi được mọi người đề nghị. Những người sống cùng làng rất thán phục khả năng của người đàn ông được mệnh danh là người cao su. Ông Bejan thậm chí có khả năng đưa chân lên tận cổ mà không hề cảm thấy đau đớn. Ben Underwood là người mù duy nhất trên thế giới có thể định vị mọi vật xung quanh bằng tai. Ben bị mù từ lúc 3 tuổi do căn bệnh ung thư quái ác. Từ đó Ben học cách định vị mọi vật xung quanh bằng âm thanh. Cậu là người duy nhất trên thế giới có thể thực hiện điều này. Cậu ta không bao giờ phải dùng tay sờ, gậy trống hay rắc chó để đi. Ngược lại, cậu có thể đạp xe như gió, lướt ván dễ dàng và còn có thể chơi cả bóng rổ. Tất nhiên Ben thuộc lòng vị trí của mọi thứ trong nhà, kể cả các bậc cầu thang. Tuy nhiên, cậu đã qua đời ở tuổi 16 vì bệnh ung thư. Daniel Tammet. Daniel là nhà bác học mắc chứng tự kỷ người Anh, nhưng lại sở hữu khả năng hơn người. Anh được coi là phù thủy của những con số, với tài nhớ và làm toán siêu phàm. Anh có khả năng ghi nhớ và kể lại tới 22.514 chữ số chỉ trong vòng 5 giờ. Ngoài ra, Daniel nói được hơn 11 ngôn ngữ khác nhau. Người đàn ông siêu nhân chạy 500 km không biết mệt. Siêu nhân đã chạy 42 km tại cực Nam dưới thời tiết âm 25 độ C và hoàn thành 50 cuộc thi marathon ở 50 bang nước Mỹ trong 50 ngày. Mới đây nhất, siêu nhân đột biến gen này đã chạy quãng đường lên tới 530 km không ngừng nghỉ trong suốt 80 giờ 44 phút không ngủ. Điều đặc biệt là siêu nhân chưa từng bị chuột rút hay bị đau chân suốt hành trình của mình. Dan Kanayes, 53 tuổi cho biết khả năng kỳ dị của ông xuất phát từ một đột biến gen hiếm gặp, trong đó giúp ông thải axit lactic khỏi cơ thể nhanh bất thường. Khi hoạt động, axit lactic sản sinh ra do quá trình tiêu thụ glucose khiến cơ bắp mỏi nhừ. Nếu lượng axit lactic quá nhiều, người vận động sẽ buộc dừng lại. Dan chưa bao giờ gặp điều tương tự, do đó ông có thể chạy liên tục không ngừng nghỉ. Thậm chí ở những chặng đua thử thách nhất thế giới, dù ở cường độ cao, nhưng tôi vẫn có thể chạy tiếp mà không hề mệt mỏi. Dan trả lời trên tờ Guardian, dù tôi hoạt động mạnh thế nào, cơ bắp tôi cũng không bao giờ mỏi mệt. Đây là điều tuyệt vời khi tôi tham gia những giải chạy dài. Sự kiện đánh dấu khả năng vượt trội của Dan chính là việc ông chạy 3 ngày 3 đêm liên tiếp không ngủ. Tuy nhiên, siêu nhân cũng thú nhận rằng đêm thứ 3 đã phát kiệt toàn bộ ý chí của ông. Chạy quãng đường 530 km như vậy phải là thể lực của một siêu nhân mới trụ nổi. Nicole Malie Pinto, bác sĩ thể thao ở Trung tâm Y tế thuộc Đại học California nói, ông Dan bắt đầu chạy khi còn nhỏ và phát hiện ra khả năng bền bỉ vượt trội của mình ở tuổi dậy thì. Trong một buổi chạy gây quỹ ở trường phổ thông, bạn học của ông chạy 15 vòng, Dan chạy 105 vòng. Dù vậy, Dan bỏ bẵng một thời gian không tập luyện và tới năm 30 tuổi, ông mới quyết định chạy bộ trở lại. Từ đó, ông chạy không nghỉ suốt 23 năm qua. Ông đã 11 lần chạy ở giải siêu đường trường. The Relay dài 320 km từ Calistoga tới San Cruz. Năm 2006, ông từng chinh phục 50 giải marathon ở 50 bang khác nhau trong 50 ngày liên tiếp. Cô gái có đôi mắt X quang với khả năng nhìn thấu nội tạng trong cơ thể. Natasha Demkina sinh năm 1987 ở thành phố Saranga, được mệnh danh là cô gái có cặp mắt tia X. Khả năng chẩn đoán bệnh bằng mắt của cô đôi khi còn chính xác hơn cả những bác sĩ có trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ và đã được các khoa học gia ở Anh chứng nhận. Cặp mắt tôi có hai cách nhìn. Nếu muốn xem thể trạng sức khỏe của ai đó, tôi có thể dễ dàng chuyển sang cách nhìn thứ hai trong tích tắc. Chỉ cần tập trung suy nghĩ, tôi có thể nhìn rõ toàn bộ cấu trúc trong cơ thể người, vị trí cũng như chức năng của các cơ quan. Thật khó giải thích làm thế nào tôi có thể nhận biết bệnh tật trong cơ thể. Các nội tạng có vấn đề đều sinh ra một loại phóng xạ. Cách nhìn thứ hai của tôi chỉ làm việc vào ban ngày. Natasha mô tả hiện tượng của bản thân như thế. Người đàn ông có mũi mọc trên trán. Người đàn ông Trung Quốc xấu số mang tên Xiao Lian, 22 tuổi, đang được các bác sĩ Bệnh viện Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến tận tình chăm sóc. Anh đang tiến hành giai đoạn đầu tiên trong quá trình phẫu thuật lấy mũi của mình. Trong một ngày tháng 8 năm 2012, chàng thanh niên đã bị một tai nạn bất ngờ làm nhiễm trùng phần sụn mũi mà các bác sĩ đã không hề có động thái gì chữa trị.
Đến nay, tình trạng của Xiao Lian khiến anh không thể ngồi yên nhìn chiếc mũi của mình, ngày một ăn mòn dần vì nhiễm trùng. Các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác là phải cắt bỏ chiếc mũi đã hỏng của Xiao Lian và thay thế bằng một cái mới hoàn toàn. Chiếc mũi được nuôi cấy ngay ở phần mô trên trán của anh và được tạo hình từ xương sụn lấy từ sườn. Trong thời gian tới, nếu chiếc mũi phát triển bình thường và tình trạng sức khỏe của anh Xiao Lian tốt, ca phẫu thuật tái tạo mũi sẽ được tiến hành ngay lập tức. Cô gái không có âm đạo, Jack Quebec, cô gái 19 tuổi, ở đảo Wheel nước Anh mắc hội chứng Mayer-Jochintaskai-Kunshohorscher, một hội chứng hiếm gặp ảnh hưởng tới các cơ quan sinh sản ở phụ nữ. Người mắc hội chứng MAKH không có tử cung hoặc âm đạo, cứ 5.000 người phụ nữ trên thế giới lại có một người mắc phải hội chứng này. Beck chỉ biết mình bị bệnh vào mùa hè năm 2012 sau khi cô bị đau ở cổ và tới bác sĩ đa khoa để khám bệnh. Tại đó, cô vô tình đề cập tới vấn đề mình chưa có kinh nguyệt. Bác sĩ đã kiểm tra và phát hiện tình trạng của Beck. Beck không có âm đạo mà chỉ có một chỗ lõm vào, nghĩa là cô không thể quan hệ tình dục và không thể mang thai. Hầu hết phụ nữ chỉ biết mình bị mắc hội chứng này khi không có kinh nguyệt. Một số khác lại phát hiện ra sau khi không thể làm chuyện ấy. Vì chưa từng quan hệ nên Beck không nhận ra mình gặp vấn đề khác thường. Cô nói khi được bác sĩ thông báo về hội chứng mình mắc phải, cô cảm thấy mình như một kẻ kỳ dị. Cậu bé có một bàn tay khổng lồ. Mới đây, Kalem, một cậu bé 8 tuổi sống tại Ấn Độ, đã được phẫu thuật thay đổi cuộc sống bởi vì có bàn tay khổng lồ. Hai bàn tay của Kalem nặng đến 8 cân và mỗi ngón tay dài hơn 33cm. Cậu bé đã bị cấm đến mọi ngôi trường trong thành phố. Cậu bé mắc triệu chứng macrodactyly, hay còn được gọi là triệu chứng bàn tay phát triển ngoại cỡ. Tình trạng này là bẩm sinh và cực kỳ hiếm gặp. Những trẻ mắc triệu chứng này có bàn tay hoặc chân phát triển lớn hơn so với bình thường và các ngón bị dính liền với nhau do sự phát triển quá mức của xương và mô mềm. Kalem bị cấm đến tất cả các trường học và dân làng cũng xua đuổi cậu bé. Họ cho rằng cậu bé là đứa con của ma quỷ và điều xui xẻo của làng. Không thể đến trường nên cậu bé phải đối mặt với nguy cơ mù chữ, thường xuyên bị bắt nạt. Cả ngày Kalem chỉ có thể chơi với chiếc lốp cao su trong nhà. Cậu bé buồn bã nói rằng cháu không thể đến trường học được vì cô giáo nói các bạn sẽ sợ hãi khi nhìn thấy cháu. Vì không muốn con trai bị xa lánh, cả gia đình cậu bé đã phải đi hàng ngàn dặm khắp Ấn Độ để tìm kiếm một bác sĩ đồng ý phẫu thuật cho cậu bé. Ca phẫu thuật vô cùng phức tạp, các bác sĩ phải thật cẩn thận loại bỏ các mô mỡ và các dây thần kinh trong tay của cậu bé. Mức độ nguy hiểm rất cao vì Kalem còn bị suy dinh dưỡng. Nhưng may mắn thay, cậu bé đã rất dũng cảm vượt qua để có thể có được bàn tay như những người bình thường. Người đàn ông cao nhất và lùn nhất thế giới, Sultan Kosen, nông dân 31 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, cao 2,51m, hội ngộ cùng Chandra Bahadur Dangi, 74 tuổi, đến từ Nepal, có chiều cao 55cm. Trước khi gặp ông Chandra, Kosen cho biết rất quan tâm muốn xem ông ấy cao thế nào và đứng tới đầu chân mình. Người đàn ông cao nhất thế giới chia sẻ cuộc gặp với Chandra là một điều kỳ diệu, mặc dù anh phải thừa nhận phải cúi xuống khá thấp để chụp ảnh là hơi khó khăn. Tôi gặp vấn đề với đầu gối và nếu đứng quá lâu tôi sẽ thấy mệt. Kosen cho hay, tôi yêu London và cuối cùng cũng gặp được ông Chandra. Dù ông ấy thấp còn tôi thì cao, chúng tôi vẫn có chung cuộc chiến, đó là vượt qua khó khăn của cuộc sống. Khi nhìn vào mắt của ông Chandra, tôi có thể trông thấy đây là một người tốt. Cho tới nay, ông Chandra là người trưởng thành lùn nhất từng được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận. Tôi rất vui khi được gặp người cao nhất thế giới. Tôi tò mò muốn gặp người đối lập với mình. Ông Chandra nói với AFP, ngoài danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới, Kosen cũng giữ kỷ lục Guinness khi sở hữu bàn tay lớn nhất với chiều dài 27,5cm và đôi chân lớn nhất 36,5cm. Sự phát triển của Kosen được cho là do một khối u ảnh hưởng tới tuyến yên. Kosen thường phải dùng nạng khi đi. Có khoảng 600.000 người khắp thế giới tham gia các sự kiện kỷ niệm ngày kỷ lục thế giới Guinness.